Hôm nay thì một mẻ dao mèo đơn vị em vừa mới làm xong. Hôm nay tiếp tục test thử sắt 6 để các bác nhà mình xem cái chất liệu dao mèo của đơn vị em. Đấy, đây là con dao mèo của đơn vị em đã tôi và đã làm rất là cẩn thận để gửi tới các bác nhà mình. Còn tất cả những dao mèo của đơn vị em thì như các bác mà đã đặt hàng rồi thì các bác biết. Chuẩn xịn loại 1 nhé, sẽ đưa tới các bác làm sao mà có chất lượng nhất. Một đế cây tre rất là già, chè được các bác ạ. Rồi, thì bây giờ em sẽ xem cái lưỡi. Em Thảo dao mèo Phúc Sen gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em đã làm xong bộ dao muồng, một cái bộ dao mà các bác đặt khá là lâu, bộ muồng và bộ mun. Thì hôm nay các bác lựa chọn bộ nào thì em sẽ chi tiết để các bác nhà mình nắm bắt được. Hôm nay một bộ thì sẽ gồm có 3 cây, 30cm, 25 và 20. Và tất cả dòng dao nhà em thì sẽ làm vỏ đẹp như thế này để cho các bác nhà mình sử dụng trong cái dịp Tết tới này. Và chất liệu thì chắc chắn nếu như các bác mà đã theo dõi kênh của em thì các bác biết rồi. Dòng dao đơn vị em vừa chặt sắt 6, vừa chặt xương, chặt tre già, chặt tất cả các thân gỗ cứng mà các bác cần sử dụng. Đấy thì em sẽ quay thật gần cho các bác nhà mình xem. Và tất cả trên tên dao thì sẽ có tên của đơn vị em cho các bác nhé. Đấy, và với cái sống dao này thì sẽ dày là 6.5 tới 6.7. Rất chi là dày. Đấy, và với cái đảm bảo chất lượng cho các bác thì khi các bác mà đặt hàng của đơn vị em về các bác cứ chuẩn bị xương hoặc là tre già để nhận dao cái các bác sẽ test thử luôn cho các bác nhé. Đây là phần tay cầm. Con này thì là con mun rồi. Đấy, con này là con 30 mun. Em đã để sang bên này. Và đây là muồng. Bộ 30 muồng. Cỗ muồng này thì tay của nó tay vàng và được ốp đồng như này. Đây là đồng thau nhé. Và đây là cái cuốn cổ đồng và đây là chắn đồng này các bác này. Cái chắn đồng này là giúp cho các bác sử dụng cầm cho là an toàn. Với những cái dòng dao này thì bác nào đang muốn đặt hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video đây. Và một bộ dao hôm nay có giá là bao nhiêu tiền? Em sẽ chi tiết sau đó sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Một bộ hôm nay thì gồm có 3 con như thế này các bác nhé. Nếu như mà chặt xương, chặt lặng thì các bác sử dụng con 30cm. Con 25cm để cũng chặt lặng được các bác nhé. Nhưng mà nó sẽ ngắn hơn một chút. Vẫn dày như vậy này các bác này. Đây là muồng. Đấy, và số lượng hôm nay thì đây toàn bộ là hàng đặt nhé. Thì bác nào mà muốn đặt hàng ấy thì đợi nhà em tầm 1 đến 2 hôm. Thì em làm xong thì sau đó em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Với cái bộ dao muồng thì hôm nay em sẽ báo giá luôn cho các bác nhà mình được biết. Ví dụ như con vỏ muồng của 25 này. À 20, đây là vỏ muồng 20 các bác nhé. Đấy. Và chất liệu thì các bác nhận hàng sẽ đúng như vậy luôn. Đây là vỏ 20 này. Đấy, và em sẽ báo giá từ con 20 này. Đơn vị em sẽ gửi tới các bác con 20cm muồng. Giá sẽ là 300.000 trên một con và sẽ miễn phí ship. Và nếu như các bác mà mua cả bộ thì sẽ gồm có 3 con như thế này nhé. Đấy, tiếp tới là con 25cm. Đây là con vỏ muồng 25cm. Thì con này nó sẽ có giá là 350.000 trên một con. Đấy, và chất liệu của đơn vị em là thép đỏ. Một dòng thép cao cấp nhất mà không ở đâu có các bác ạ. Để bác nào mà theo dõi thì hãy vào kênh của em, nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem những cái video em test thử cho các bác nhà mình xem. Đây là vỏ của con 25 này các bác này. Đấy, vỏ của 25 đây. Bọc đồng thau rất chi là đẹp và có dây đai hết này các bác nhé. Đấy, và với con 30cm, con 30cm này. Con này các bác có thể chặt xương này, chặt tre già, đi rừng, làm vườn, trong bếp. Đấy, rất chi là cần. Và với con dao 30 này thì em đang gửi tới các bác giá sẽ là 400.000 trên một con. Tất cả bộ dao hôm nay em đưa tới các bác thì đều có vỏ bọc hết như thế này nhá. Một con bộ dao sưu tầm đẹp. Thì trong cái dịp Tết này các bác cũng có thể sử dụng để làm quà tặng thì thật sự rất chi là tuyệt vời. Đấy, đây là con 30 hoàn thiện vỏ như này. Đợt này thì em sẽ làm kỹ thuật rất chi là đẹp để các bác nhà mình về chọn bộ sưu tầm nhé. Đấy, và cái cách bảo quản dao thì cũng rất nhiều bác hỏi tới đơn vị em. Với một con dao mà là đồ chất lượng nha các bác nhé. Thì các bác rửa qua bằng nước lã ấy, các bác đã biết ngay rồi. Khi mà con dao xịn ấy, các bác chặt xương, chặt củi, chặt tất cả các loại xong các bác rửa qua nước không bao giờ nó bị mất màu. Lúc nào nó cũng phải sáng bóng và lưỡi không bao giờ được mất lưỡi nha các bác nhé. Đấy là bộ dao mèo đặc thù của đơn vị em là như vậy. Đấy, đây là một bộ 3 cây này. Bộ này gọi là bộ muồng nhá. Và tiếp tới là bộ mun. Mun của nó thì sẽ không bọc đồng đâu các bác nhé. Mun không bọc đầu. Đấy, mun nó sẽ trơn như này nhưng sẽ đều có chắn đồng hết. Và với cái con mun này thì vỏ mun của nó đây. Đây là con 25cm. Dòng mun này thì nó là dòng thô sơ, màu thô, không sơn một chút nào cả các bác ạ.
nhưng mà đổi lại khi các bác càng sử dụng thì cái vỏ gỗ này nó càng bóng bóng, kiểu như các bác sử dụng những con dao mà sừng trâu, những con dao khoảng mấy triệu một con đấy các bác ạ. Thế nhưng đến với đơn vị em Thảo, tuy một con dao chỉ mấy trăm nhưng các bác sẽ sử dụng chất lượng của nó tương đương với những loại mấy triệu luôn các bác nhé. Đấy, và với con dao này thì kích thước 20cm đây các bác này, 20cm này thì giá của nó sẽ là 300.000. Nếu như các bác lóc thịt thái thì các bác sử dụng con này. Và rất nhiều bác muốn sử dụng trọn bộ luôn để sẽ được một bộ sưu tập đẹp nhất. Đây là con 20. Đấy, và đây là con 25. Con 25 này thì em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 350.000 trên một con. Đấy, dòng dao rất là đẹp, chắn đồng này. Con 25cm nhá, sống của nó dày 6.5, 6,5 ly đến 6,7 ly. Đấy. Và tiếp tục là tới con 30cm. Con 30cm đây. Với con 30cm này thì đơn vị em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 400.000 đồng trên một cây. Đấy. Một cái dòng dao bộ sưu tập rất chi là đẹp. Tất cả dòng dao của đơn vị em thì đều có vỏ để các bác nhà mình được sưu tầm làm sao cho đẹp nhất nhé. Thì đây là một lô hàng đặt trong mấy ngày qua thì đơn vị em đã làm hết sức để đưa tới các bác nhà mình những cái bộ dụng cụ chất lượng nhất. Đấy thì và qua cái video ngắn này, bác nào đang quan tâm nhớ đăng ký kênh của em để em mỗi lần sẽ test thử dao được các bác nhà mình được xem và biết về chất lượng nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và